Để lựa chọn phân khúc gầm cao máy dầu 7 chỗ ngồi thì không có lựa chọn nào tốt hơn là Sorento. Bởi Sorento là cái mẫu xe mà có mức kinh tế đầu tư thấp. Hai nữa đó là máy 2.2 động cơ phun dầu, tiết kiệm nhiên liệu, bền lành các bác nhé. Và thứ ba nữa đó là vận hành những chiếc xe này vô cùng sướng, nhiều option và vô cùng là rộng rãi các bác ạ. Và chiếc Sorento thì bên em đang về hai chiếc cho các bác lựa chọn này. Một chiếc màu đen form mới 2019 và một chiếc màu trắng form cũ 2018. Vậy thì hai chiếc xe này cùng sản xuất 2018 các bác nhé, cùng sản xuất 2018 và có giá tiền chênh nhau. Bác nào thích tùy chọn màu sắc nào thì các bác lựa chọn màu đó cho em. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu qua cho các bác chiếc form cũ 2018 này. Thì đây là chiếc xe màu trắng dành cho các bác nào yêu màu trắng này các bác này. Thì các bác nhận thấy được với phiên bản Sorento thì nó chỉ có một bản dầu duy nhất thôi. Đó chính là được trang bị khối động cơ 2.2 và đèn thì được trang bị đèn bi, đèn full LED, có trang bị rửa đèn cảm biến, trang bị trước sau narang phay 18 inch. Đây các bác nhìn này, narang của phiên bản 2018 thì nó chính là narang được thiết kế phay như thế này. Đấy, và bậc bệ lên xuống đầy đủ. Đặc điểm của Sorento thì ở phía đằng sau. Ở phía đằng sau thì cả hai form xe đều giống nhau. Và cái form xe đều giống nhau đó là được trang bị những cái đèn bi rất là to. Đấy, đèn bi rất là to và đây là đèn full LED rất là to bản các bác nhé. Đấy, nó cho cái ánh sáng rực rỡ về ban đêm mà không có thể nhầm lẫn với bất cứ một mẫu xe nào cả. Và đây là khối động cơ phun dầu CRDI các bác nhé. Đây chiếc xe này một chủ biển Bắc Ninh, biển 99 đấy các bác ạ. Vâng, và với những chiếc xe này của bên em thì đều cam kết cho các bác đó là nguyên zin và nguyên bản các bác nhé. Nguyên zin và nguyên bản. Và tiếp theo thì các bác hãy xem cho em chiếc Ford Sun Sorento 2018 form mới 2019 để các bác nhìn thấy sự khác biệt này. Đầu tiên thì cái mặt ca lăng này, đấy, nó thay đổi đi một chút này các bác nhé. Đấy, và thứ hai nữa đó là các bác nhìn xem đó là gì đây. Đó là cái narang 18 inch này được thay đổi hình chữ V và được nhô ra phía đằng trước. Nhìn chung là nó có thay đổi ít thôi, một số thay đổi ít thôi, nhưng mà bác nào thích màu đen. Và cái chiếc xe này thì lại được độ nhiều đồ hơn, đó là cam 360 độ này này, độ cam 360 độ và màu đen thì nó rất là khỏe xe. Đấy, các bác có thể xem một vòng xe này cho em này, nhìn rất là khỏe xe các bác nhé. Và sau đó là ta sẽ đi vào cái phần nội thất của từng chiếc xe một. Để bác nào mà kết chiếc xe nào thì các bác hãy liên hệ trực tiếp với em Công để có thể chốt chiếc xe đó các bác nhé. Thì với cái chiếc xe 2018 này thì cái giá thành của nó cao hơn khoảng tầm 20 so với chiếc 2018 màu trắng này các bác nhé. Đấy, thì ở đây thì ta sẽ nhận thấy được rằng là với chiếc 2018, đây em sẽ cho các bác xem ở phía bên này đi. Cốp thì là cốp điện mở cơ này các bác này. Đấy, các bác thấy cả khoang nội thất là rất là rộng này, rất là rộng luôn này. Đấy, nội thất thì trang bị toàn bộ là nội thất màu kem các bác nhé, màu kem, màu vàng vàng gà đấy, và kem rất là đẹp luôn. Xe được đây đều là phiên bản full cho nên trang bị cửa sổ lóc này các bác này. Toàn bộ cửa sổ trời là toàn cảnh, cả hai chiếc xe đều giống nhau nhé. Đấy, về nội thất thì hai chiếc xe gần như là giống nhau thôi. Trang bị đến hai ghế điện này, một ghế điện bên lái và một ghế điện bên phụ này. Vô lăng thiết kế to bản, ôm lái rất là sướng. Và bản full thì nó có hai vị trí nhớ ghế nữa các bác nhé, hai vị trí nhớ ghế. Điều hòa tự động hai vùng độc lập, màn hình cam lùi đầy đủ và có tích hợp cruise control tự động. Và đây là một cái chiếc xe trang bị đến 6 túi khí an toàn các bạn. 6 túi khí an toàn và cái chiếc xe màu trắng biển 99 Bắc Ninh một chủ này thì sẽ để cho các bác đó là mức giá là 650 triệu đồng các bác nhé. 650 triệu đồng cho chiếc Sorento 2018 này. Zin từng con ốc luôn. Đấy, máy số zin tuyệt đối luôn, bao check test mọi nơi cho các bác. Thì đây bên em thì nhìn chung là luôn luôn tuyển chọn những chiếc xe chất lượng để mang lại sự hài lòng nhất cho quý khách hàng các bác nhé. Đấy, thì ở đây các bác sẽ theo dõi luôn cho em cái con màu đen này về khối động cơ. Khối động cơ của cái dòng Sorento này được trang bị như khối động cơ của chiếc Santa Fe. Có nghĩa là khối động cơ là 2.2 máy 2.2 phun dầu và nó được khẳng định đây là khối động cơ rất lành, rất bền và thích ứng với điều kiện khí hậu môi trường của người Việt Nam. Và mời các bác hãy xem một phần nội ngoại thất của chiếc xe này các bác nhé. Với phiên bản 2018 này. Đây, đấy. Các bác. Đây. Các bác xem đằng sau đi. Đấy, ghế da này, rồi tất cả táp ni, táp nô của xe này. Đấy. Xe thì được trang bị thiết kế giống như là cái chiếc 2018 màu trắng thôi. Nhưng mà các bác hãy quan sát thêm một số những cái chi tiết. Chiếc xe này thì được bác chủ là nâng cấp sàn 5D này, tất cả mọi thứ đầy đủ, cam 360 độ này, rồi thảm sàn 5D này, rồi màn hình cam lùi cam 360 độ đầy đủ hết. Thì chung là chiếc xe này thì người ta độ nhiều đồ hơn. Hai nữa đó là form mới cho nên cái giá thành của nó cao hơn một chút các bác nhé. Đều là sản xuất 2018. Một chiếc thì đầu 2018, còn một chiếc là cuối 2018. Đấy, những cái trang thiết bị option của xe thì giống hệt nhau thôi. Các bác thích chiếc xe nào thì các bác thích màu sắc nào thì các bác sẽ lựa chọn màu sắc đó cho em nhé. Vậy thì với những cái tiêu chí của bên em Công đó là tuyển chọn những chiếc xe chất lượng
và bảo hành cam kết cho các bác tất cả những tiêu chí quan trọng nhất của một chiếc xe cũ, đó là không tai nạn, không ngập nước, không tuyệt kích, bao check test mọi nơi, máy số nguyên zin các bác ạ. Và với hai chiếc xe này đều bảo hành cho các bác 1 năm. Vậy thì nhắc lại cho các bác một chút này để các bác có thể định hình về mẫu sản phẩm mà các bác đang quan tâm. Sorento 2018 màu trắng, biển 99 Bắc Ninh một chủ từ đầu. Em đang chào bán với mức giá đó là 650 triệu đồng. Và với chiếc Sorento 2018 màu đen, máy dầu 2018 này thì em đang chào bán với mức giá đó là 675 triệu đồng. Có nghĩa là hai xe chênh nhau 25 triệu đồng. Giá thành chênh nhau, chất lượng ngang nhau và chủ yếu là tùy chọn của các bác thích màu nào và các bác lựa chọn cho em màu đó thôi. Và cần thông tin chi tiết chiếc xe nào thì liên hệ với em để các bác có thể lựa chọn chiếc xe mà các bác ưa thích nhé. Trân trọng cảm ơn tất cả các bác và xin chào tạm biệt.